12 dấu hiệu bạn có nội tâm mạnh mẽ hơn người khác. Sức mạnh tinh thần không phải ai sinh ra cũng đã có. Tuy nhiên, một số người có nội tâm mạnh mẽ hơn những người khác. Nhờ đó, họ có thể vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống tốt hơn. Đồng thời, những người có tinh thần mạnh mẽ có thể học hỏi được nhiều điều từ những trải nghiệm tiêu cực. Chủ đề hôm nay sẽ giúp các bạn xác định dấu hiệu liệu bạn có thuộc trong số những người có nội tâm mạnh mẽ hơn người khác hay không. 12 dấu hiệu đáng ngạc nhiên của một người có nội tâm mạnh mẽ hơn người khác. 1. Luôn tìm kiếm giải pháp cho những khó khăn trước mắt. Nếu bạn thường xuyên tự đặt câu hỏi tại sao và tìm kiếm giải pháp cho mình từ các thất bại thay vì phàn nàn về điều đó, thì bạn thuộc về mẫu người có nội tâm mạnh mẽ. Bạn mong muốn tiến bộ và bước về phía trước từ những sai sót của mình. Bạn không muốn đắm chìm trong năng lượng tiêu cực vì bạn biết rằng điều đó không mang lại ích lợi gì cho cuộc sống. Bạn thích những thử thách thú vị và các giải pháp hiệu quả. 2. Bạn không để mình bị lợi dụng. Bạn sẵn lòng giúp đỡ người khác, tử tế với những người gặp khó khăn nghịch cảnh. Đây là cách mà chúng ta nên thể hiện trong xã hội hiện đại ngày nay. Nhưng bạn biết được dấu hiệu của một người nào đó đang lợi dụng mình, bạn sẽ có ứng xử phù hợp với người đó. Bạn sẽ đối diện và không tỏ vẻ ngây thơ để cho người khác dẫm đạp mình. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn là người có tinh thần và tính cách mạnh mẽ. 3. Biết cách từ chối khi cần. Trong một số trường hợp, bạn có thể nói không khi cần thiết. Bạn biết cách từ chối thực hiện một điều gì đó, nhưng không mang đến cảm giác tiêu cực cho người đối diện. Bạn cũng ít dùng các cụm từ như là tôi không chắc là có thể làm được. Rõ ràng không dễ để nói lời từ chối. Điều này cần một nội tâm mạnh mẽ và dũng cảm mới có thể làm được. Và bạn là một người trong số đó. 4. Tập trung vào mặt tích cực của vấn đề. Bạn ít để cho cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của mình dù gặp phải chuyện không diễn ra như ý muốn. Thường thì bạn sẽ cố nhận biết các mặt tích cực hơn trong tình huống này để tìm động lực cho bản thân và truyền năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Nếu phải ở trong một tình huống bạn không thể kiểm soát được, thường bạn sẽ tập trung tìm kiếm giải pháp để có thể làm tốt hơn và tập trung thực hiện điều đó tốt hơn. Bạn giúp bản thân ngừng lo lắng về những điều không thể kiểm soát được kết quả. Bạn chắc chắn là một người có nội tâm mạnh mẽ hơn người khác. 5. Lắng nghe góp ý và sẵn sàng phê bình mang tính chất xây dựng. Trong nhiều vấn đề, bạn thường thực hiện đúng hướng và trông rất vững vàng. Nhưng bạn biết mình không phải là người biết tuốt. Bạn biết đánh giá cao những góp ý tích cực và những lời khuyên chân thành từ người khác dành cho mình. Điều này cho thấy bạn là một người có nội tâm mạnh mẽ. Bằng một cách khác, bạn cũng rất sẵn lòng trò chuyện và góp ý tích cực cho bạn bè và đồng nghiệp để họ tiến bộ hơn. 6. Lời nói thể hiện chính xác suy nghĩ của bạn. Lời bạn nói thể hiện đúng ý nguyện trong lòng của bạn. Bạn biết cách làm cho người đối diện hiểu chính xác những gì bạn muốn nói. Nói vòng vo không phải là điều mà bạn thường xuyên làm. Là một người có nội tâm mạnh mẽ, bạn biết là mình muốn thể hiện điều gì qua lời sắp nói. Bạn biết nêu ra ý nghĩa thực sự đằng sau những từ ngữ bạn diễn đạt một cách lịch sự. 7. Luôn tìm cách thích nghi với mọi tình huống. Những người có tính cách mạnh mẽ thường rất linh hoạt trong sự thay đổi để thích nghi với cuộc sống. Bạn biết rằng để đến được sự thành công và có hạnh phúc thì không nên có nỗi sợ sự thay đổi. Bạn sở hữu một tâm trí cởi mở và nhờ đó bạn có thể tìm thấy những cơ hội thành công trong khi những người xung quanh bạn lại nhìn thấy sự thất bại. 8. Chấp nhận mình sai và sẵn sàng xin lỗi. Nếu thấy rằng mình đã sai và bạn thừa nhận khi làm sai, bạn là một trong số những người có nội tâm mạnh mẽ. Có rất nhiều người luôn bắt buộc bản thân phải làm đúng và nếu một ngày nào đó họ làm sai, trái đất dường như sụp đổ dưới chân của họ. Bạn thì không như vậy.
Nếu bạn sai và làm tổn hại ai đó, bạn sẵn sàng nhận lỗi và thể hiện sự xin lỗi chân thành. Điều này không có nghĩa là bạn yếu đuối, mà đây chính là thể hiện rõ bạn là người có tính cách mạnh mẽ. 9. Biết cách kiểm soát cảm xúc. Người có nội tâm mạnh mẽ biết rõ trong cuộc sống hàng ngày sẽ phải tiếp xúc rất nhiều người với tính cách khác nhau. Bạn ít khi để cho ai đó được quyền chi phối cảm xúc của bạn. Bạn biết chấp nhận những người xấu tính cũng như những người truyền cảm hứng. Người có nội tâm mạnh mẽ thường tự đặt ra những ranh giới lành mạnh cho mình, từ đó giúp ngăn chặn sự ảnh hưởng cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực. 10. Kiên định để đi đến thành công. Con đường đi đến thành công chắc chắn phải trải qua những thất bại. Người có nội tâm mạnh mẽ biết rõ và đối diện được với điều này. Khi gặp phải thất bại, nhờ vào sức mạnh tinh thần và sự kiên định của mình sẽ giúp bạn vượt qua được khó khăn, hướng đến kết quả tích cực. Tiếp tục thực hiện kế hoạch, tập trung vào tiến độ là cách mà bạn chạm tới đích. 11. Không sợ mất lòng. Bạn không phải là người có thể làm hài lòng tất cả mọi người và cũng không cố gắng chứng minh bản thân bạn với người khác. Mặc dù là một người lịch sự và đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và công bằng, người có nội tâm mạnh mẽ sẽ không sợ lên tiếng với những điều bất cập xung quanh, cho dù điều họ nói có thể khiến nhiều người không ưng ý. Nếu bạn thấy ý kiến đóng góp đó mang lại sự tốt đẹp hơn, bạn sẽ làm mà không ngần ngại. 12. Không ngại sự cô đơn. Dành thời gian một mình cho bản thân, nghỉ ngơi và cải thiện sức khỏe. Bạn yêu thích những giây phút đó và bạn không cảm thấy đấy là sự cô đơn. Bạn chỉ đơn thuần muốn nạp lại năng lượng cho cơ thể của mình. Khoảng thời gian một mình này rất quý giá với bạn, vì bạn thường suy ngẫm về những sự việc đã diễn ra, đánh giá đúng sai. Bạn cũng sẽ dành thời gian này để xem xét lại các ưu tiên trong cuộc sống của mình, cũng như xây dựng tính cách cho bản thân. Người có nội tâm mạnh mẽ là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Bạn chấp nhận, yêu thương con người thật của mình và rất yêu thích sự độc lập. Nếu bạn thích video này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và đăng ký kênh. Chúc bạn sức khỏe, giàu có và hạnh phúc. Hẹn gặp lại bạn trong những chủ đề tiếp theo.